Dấu hiệu nhận biết bệnh bạch hầu ở trẻ sơ sinh. Bệnh bạch hầu có thể rất nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh do hệ miễn dịch của các bé chưa hoàn thiện. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh là rất quan trọng để có thể điều trị kịp thời và tránh các biến chứng nghiêm trọng. Dưới đây là các dấu hiệu nhận biết bệnh bạch hầu ở trẻ sơ sinh. 1. Sốt cao. Trẻ sơ sinh bị bạch hầu thường có triệu chứng sốt cao đột ngột. 2. Đau họng và khó nuốt. Trẻ có thể biểu hiện khó chịu khi nuốt, bỏ bú hoặc bú ít hơn bình thường do đau họng. 3. Màng giả ở họng. Một dấu hiệu đặc trưng của bệnh bạch hầu là sự xuất hiện của màng giả màu trắng xám ở họng, amidan hoặc lưỡi gà. Mà này khó tách rời và có thể gây chảy máu nếu cố gắng tách ra. 4. Khó thở và thở khò khè. Trẻ có thể thở khò khè hoặc khó thở do màng giả làm tắc nghẽn đường hô hấp trẻ có thể biểu hiện sự khó chịu, khóc nhiều hơn hoặc thở gấp. 5. Sưng cổ Viêm họng do bạch hầu có thể gây sưng cổ, đặc biệt là vùng dưới hàm. 6. Mệt mỏi và yếu ớt Trẻ sơ sinh có thể trở nên mệt mỏi, yếu ớt, không hoạt bát như thường ngày. 7. Triệu chứng toàn thân Bệnh bạch hầu có thể gây các triệu chứng toàn thân như chán ăn, mệt mỏi, quấy khóc, hoặc khó chịu mà không rõ nguyên nhân. Khi trẻ sơ sinh có bất kỳ triệu chứng nào nêu trên, đặc biệt là sốt cao, khó thở hoặc mang giả ở họng, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Chúc ba con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.